Kể từ ngày 2 tháng 9 năm 2018, Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy lại thường xuyên và hàng ngày các đôi tàu tuyến Long Biên, Quán Triều, tuyến Long Biên, Đồng Đăng và tuyến Yên Viên, Hạ Long. Đặc biệt, hành khách mua vé khứ hồi các đoàn tàu này sẽ được giảm 10% giá vé cho cả hai chiều.